Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu tất cả anh em tham gia một dán Falanci DeFi Money nhận top 50 đô top cần DeFi nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mình mở link form và làm nhiệm vụ các bạn. Top cần này nó sẽ đi lên sàn Uniswap các bạn. Thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group, kênh channel, website, có thông tin các bạn vào chat nha các bạn. Con chắc của nó. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow Twitter nha các bạn. Thì các bạn copy hashtag này nè các bạn. Và các bạn chờ một chút xíu các bạn. Từ cái chỗ thằng này các bạn. Rồi tất cả các bạn sao chép các bạn. Rồi các bạn vào link tweet của nó nè. Chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn việc like nè các bạn. Rồi các bạn đi tiếp chứ dẫn tweet nha tất cả các bạn. Các bạn bắt hashtag nó vào. Rồi tất cả các bạn tăng 5 người bạn vào các bạn. Nó còn 1. Các bạn lưu ý tăng những người bạn nào thì tăng thường xuyên các Minh Goku 2 3 Lê Vũ. Bốn tuôn cộng khi nè. Rồi tất cả các bạn tăng 5 người bạn vào nha tất cả các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Các bạn chờ tự quyết chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn copy hết tên này giúp mình các bạn. Copy từ iRub DeFi Money này hết cái này nha các bạn. Rồi các bạn về nhấp vào nó copy tự động copy hết các bạn. Rồi bạn mới tiếp lên. Rồi tiếp tục thì đinh retweet, send YouTube, sell là nó kêu các bạn chia sẻ lên một cái group thì các bạn mở cái Telegram của mình ra các bạn. Các bạn vào một cái group cộng đồng nào đi các bạn. Ví dụ như group rồi các bạn dán vào nữa các bạn. Rồi các bạn dán vào. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha tất cả các bạn. Từ đây tới đây nè. Rồi tất cả các bạn gửi cho nó một cái tệp nha tất cả các bạn. Ok, mình khai báo mình điền thông tin cho nó nha tất cả các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi dòng thứ hai là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn. Nhớ có cộng đầu tiên nha các bạn. Anh 4 số 1 quá. Ok, Telegram của mình là cộng anh 14 số 1 các bạn. Tiếp tục thì các bạn tạo Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân của bạn thì sẽ gặp Twitter của bạn. Tiếp tục thì một cái link retweet nha các bạn. Dạ, yeah, thì các bạn mở Twitter của mình ra các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch nè, các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn qua Twitter cho trả lời nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chia sẻ nè. Chờ sao chép lên liên kết nè. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Tiếp tục thì cái link ghép phone này là link ghép Telegram của tất cả các bạn. Các bạn điền giùm mình a cộng anh 4 số 1 nha tất cả các bạn. Mình để dưới phần link mô tả đó. Rồi các bạn gửi lên cho nó một cái tệp nãy các bạn chụp nè. Chia sẻ nè. Các bạn chọn từ thiết bị nè các bạn. Rồi tên nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha. Ok, tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ EC20 nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ chocolate nè. Rồi tất cả các bạn copy địa chỉ anh thác của mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi cái máy ghép này thì các bạn điền giúp mình a cộng
anh bút một đây chứ phần link mô tả này các bạn, các bạn bấm gỡ. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận $50 đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.